Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 nhé anh em. Mình sẽ đổi lại luôn cái vé trúng thưởng đi, xem là có khế ước hay không. Pum, vãi rồi. Chán thì chứ. Tôi đang săn tìm cái lõi khế ước của quỷ dữ mà chả thấy đâu. Với những cái trận đấu mà có 3 loại kim cương thì sẽ đẩy rất nhanh cái quá trình lên, cho nên là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Chắc là mình cũng không chơi Virgo đâu anh em ơi. Đội hình hiện tại thì nó liên quan đến kiểu pháp sư và đấu sĩ ấy. À, phù thủy đấu sĩ mới đúng. Có gì anh mình kẹp thêm kiểu JC hay là con Echo vào thì cũng có thể được nhỉ. Em yêu ơi, thanh niên này đi chơi quần đảo bóng đêm rồi. Lựa trang bị này thì chơi Kalista luôn. Ui, nhưng mà Kalista lại ném lên đầu đấy luôn à? Tận dụng cái lợi thế là có được cái khả năng bút giáp đầu game, cho nên là ném luôn Kalista lên đầu à? Gì đấy? What the fuck? Mạng của tôi. Hai. Ui giời ơi. Như nào. Ui rồi, không lại rồi. Được đấy chứ. Đội hình của mình là cũng có kiểu tộc hệ đầy đủ. Như này thì sẽ có thêm là ba hư không. Không biết là có ăn được hai hay không đây. Sách chọn ấn à. 30 tiền luôn nhá anh em nhá. Một nhà khế ước quỷ dữ rồi. Big Cheater. Rồi, chúng ta đang phải đối đầu với Win 998. Có một cái bao tay đạo tặc ánh sáng. Hay luôn hai trang bị ánh sáng như thế này thì sẽ rất khỏe ở những cái vòng đầu game đây. Chắc là mình cũng sẽ có thêm một cái round đầu thua nữa. Cố lên xuống em ơi. Hay. Ở được hai con thì đẹp này. Và sử dụng kỹ năng đẹp. Pum. Ui. Gì đấy? 3 máu với 7 máu à? Hai con tổng thể lại nó có 10 máu thôi. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà tung ra được một cú click nữa. Cày dã man cái con ngàn luôn. Kassadin. Ai lấy không? Ai lấy thì sao lừa của tôi được. Tính là tôi lấy cái cung cơ, nhưng đã bị người anh em Big Cheater kia lấy rồi. Không biết là trận này thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Wow. Set. Nhà này thì chơi hư không. Một nhà no search, một nhà quần đảo bóng đêm. Với cái form bài ở hư không thì mình sẽ đép ở đầu game thôi, không chơi nhiều đâu. Cạnh tranh quá thì cũng không hay. Và với loại công nghệ trận này thì mình sẽ phải tích lên cột mốc 100 tiền thì nó mới gọi là hết sức tối ưu được. Ngụy Anh lạc đây. Thanh niên này thì khả năng cao sẽ là một cái bài đầu Ionia rồi. Kết hợp với Freljord à? Ionia Freljord cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà ổn. Kiểu dồn đồ cho Axan cũng ngon. Mà không không, Afe vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Afe này, Aphelios phiên bản là Ionia. Tăng tốc đánh thì cũng phải gọi là ôi rồi ôi. Kassadin 2 không uổng công mà mình đi chợ đầu tư. Đấy, một nhà khế ước rồi. Giờ là mình gặp khế ước thì cũng auto thua luôn. Mấy nhà khế ước ở những cái thời điểm này thì thực sự rất khỏe. Đây này, level 7 rồi. Anh ta đang tìm kiếm những cái quân 4 tiền cho vào. 3 tiền thôi ở vòng 2 thì đã thấy rất mệt rồi. Bây giờ là có lắc như thế này thì thua lại càng thêm sâu. Càng quá nhở.
Không biết là mình có thể đấm được 3 quân không? Khó luôn à. Một quân cũng không thể luôn chứ ba quân cái gì. Eo ơi, vòng 2 một phát trừ 11 máu. Tôi ghim cái ông này lại. Ghim cái ông này lại nha anh em nhá. Cay lắm rồi. Vì trước khế ước là nó sẽ mạnh đầu game thôi. Tầm khoảng chững chững là giữa game thôi là thầy cá đuối rồi đấy. Đợi, vui vào. Tại vì mình cũng sẽ đép bằng đồng sĩ nữa. 60 vàng rồi. Với một cái lượng tiền khổng lồ thì chắc là mình sẽ có một cái game đấu là ưu tiên về những cái quân 4 tiền đi. Đã vậy thì anh em mình u cấp sớm bắt hết Kai'Sa luôn. Bắt hết Kai'Sa của mấy nhà chơi hư không cho biết mặt. Là lại làm cái game đấu nhiều 4 vàng 3 sao nhỉ. Một nhân bản tướng cỡ nhỏ. Ngân sách cân bằng, sức mạnh áp đảo. Vương miện hư không. Wow. Đặt cả tính mạng à. Lượm luôn. Trận này là tôi chơi bằng cả tính mạng luôn. Nhận được 3 tiền. Nếu như mà chúng ta có tối thiểu 50 vàng thì linh thú sẽ lại được hồi 2 máu. Căng à nha. Căng đét à nha. Nó lại phù hợp với cái đội hình hiện tại của mình khi mà chúng ta đang có quỹ phòng hộ. Găng bảo thạch cơ. Găng bảo thạch thì chút nữa không có cùng đao chết đấy. Không được. No search. Tại vì đây là cái vùng đất là... Ui rồi gặp ngay nhà AK ở sướng vãi. Ba lỡ kim cương cho nên chúng ta cần phải có được cái khả năng hồi máu cho nó an toàn. Rồi. Thì như này đi nhẹ 12 máu. Như này thì sao? Ngụy Ngụy Anh lạc rồi, tên hay vậy. Boom. Ê, cái nhà khế ước là có thêm cả hàng chờ hộp Pandora siêu cấp. Căng đấy chứ. Thêm một veo cót nữa. Mình sẽ sử dụng máy nhân bản tướng cỡ nhỏ cho veo cót để có thể giữ máu luôn đi. Xác định đánh thì chúng ta nên xài sớm. Ui, hai ấn quần đảo bóng đêm. Ai cha, thanh niên này chắc là chuẩn form bài về hư không rồi. Còn cái bao tay ánh sáng kia thì có thể lấy game chuyển sang cho một cái quân kiểu Bell vest thì nó lại hợp lý quá nhờ. Còn đồ của Kalista thì sẽ là phù hợp cho con Kai'Sa. Đau người ta. Giờ mình sẽ tích một cái lượng tiền siêu to khổng lồ nha anh em. Cứ tích tiền đi. Ui à. Nhà khế ước này bị thua một round rồi. Khó luôn. Quá wow, có Kai'Sa kìa. Kai'Sa đúng kiểu hàng thơm luôn. Anh em không lấy thì để tôi nha. Đây đây tôi lượm luôn con Kai'Sa cho anh em xem. Xịn. Kai'Sa đặt cả tính mạng. Không biết lợi thứ ba sẽ là cái gì. Với cái vùng đất sườn của JC thì chắc chắn là ba lọ kim cương rồi. Tôi đang trông chờ vào một cái lõi chẳng hạn như khuyến mãi kinh nghiệm đấy, để không bỏ công anh em mình tích tiền từ đầu game đến giờ đúng không. 6 quần đảo bóng đêm. Aphelios quần đảo bóng đêm luôn. Được đấy. Cho tôi gặp cái nhà quần đảo bóng đêm để có thể chiêm ngưỡng cái lượng sức mạnh xem nào. Chưa gặp. Đối đầu của chúng ta là Phát Nguyễn 1985. Wow. Form bài với Nosurt. Dồn trang bị cho Samira. Samira đồ này thì không biết là anh Phát Nguyễn này có tính chơi để late game hay không đây.
đồ này cho con Z thì nó xỉa rất là ác. Chứ Samira này thì nó sẽ hơi bị đuổi về late game đấy các bạn. Thôi thần tích cờ quen luôn. Ui ui ui. Ui rồi ôi. Big cheater kia chuẩn bị đi luôn rồi. Này thì khế ước. Khế ước không khéo là khế ước đi luôn á. Anh em ép máu ghê thật. Nhà kia thì có Irelia 3 sao thì cũng rất là rắn. Kiểu mấy con Kalista để may ra mới có thể hạ ngục được con Ire đấy. Chứ cái đội hình của mình hiện tại thì cũng khó. Đây rồi, khế ước quỷ dữ. Zeri 2, Rek'Sai, Aatrox. Wow, đội hình bắn tỉa. Không chừng mình là người hạ gục luôn không? Cố lên. Cố lên đi mà. Cho cái ông khế ước này đi luôn ngay. Trời ơi. Với ngữ sức mạnh hiện tại của mình vẫn là chưa đủ rồi các bạn ơi. Sorry anh em. Vẫn chưa làm được. Giời ơi. Khó luôn ở 43 máu. Hay sao bây giờ cho vào cũng chưa chơi được ngay á. 5 Ionia. Kèo căng kèo căng. Cứ bình tĩnh. Cho Teemo vào đây. Hay rồi bắn nhầm Teemo. Teemo này còn có cái kiểu quân sư chứ. Thalia thì có cái gì đâu, ngoài là pháp sư đa chú. Nước mắt. Gậy à? Rất là nhiều gậy luôn. Lại thêm một cái găng nữa. Teemo 2 này. À, cố gắng nhịn thêm round nữa không ta. Nhịn thêm round nữa rồi anh em mình ôn in nha. Cố lên. Chắc này là đã đặt cả tính mạng vào cái game này rồi. Sau mỗi vòng của chúng ta cũng có thể hồi lại được 2 máu nếu như mà trên 50 tiền. Ai đây? Rồi, đây là Win 998. Cũng đang nắm giữ rất là nhiều vàng. Anh em nào mạnh thì cứ giữ tiền thôi. Mình không mạnh lắm nhưng mình vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng để có thể tích lũy thêm cái lượng tiền đây. Shit. Kìa con. Ui, sát thương là rất nhiều. Không kịp thêm xịt thêm một phát nữa. Cay thế. Dụng cụ chiến thuật. Tiền tiền à. Bây giờ là mình có rất là nhiều vàng rồi. Là mình sẽ lựa chọn ngay là kho thần tích đây. Phán quyết cuồng đao. 8% tốc độ đánh. Hiệu ứng này có thể cộng dồn. Cái này thì cho Kai'Sa thì đúng phê luôn. Hay lại là một cái content xịn nhờ. Kai'Sa 3 sao và 3 cùng đao không? Phải roll tầm khoảng level 7 chút chút đó. Tạm thời thì có một cái cùng đao trước. Đi chợ lấy thêm một cái cung. Sau đó thì đánh quái ra thêm một cái cùng nữa. Là bú. Đúng chưa? Kế hoạch như vậy là ổn. Nhưng khả năng cao sẽ có rất là nhiều nhà cạnh tranh cái mặt hàng Kai'Sa này của mình. Hết sức cẩn thận. Ngụy Anh Lạc. Wow, Yasuo, Ionia. Cuồng đao và vô cực kiếm à. Nội tại của Yasuo thì đã có được khả năng hút máu toàn phần rồi. Cho nên là cũng không cần lắp quá nhiều những trang bị hồi phục nữa. Giờ thì làm cách nào để có thể tiêu diệt con Ire này đây. Ui, bắn rất nhanh anh em ơi. Những Ire có vuốt rồng. Ui, trâu thế. Không kịp luôn. Không kịp đi một phát nữa. 119.
122. Giờ thì mình phải xác định là chơi full ở level 8. Rồi. Cái xa 2 không? Senna AP thì có người chơi rồi này. Kẹp tạm qua quýt đấy tí thách đấu. Cái này thì có dũng sĩ luôn. Khó rồi. Chẳng có một cái con Kai'Sa nào nữa rồi. Buồn. Nhưng công nhận với anh em là cái cuồng đao phán quyết này nó thích đòn đánh nhanh thật. Ui nhưng vẫn thua sấp mặt luôn. Anh em này khỏe thế. Khỏe kinh khủng. Kéo căng rồi. Đi chợ mình cố gắng lấy thêm một cái cung nữa nhanh em ơi. Cung không? Có cung ở trên người của con ai của Hammer kìa. Thèm Hammer vãi đái. Nhưng mà bắt buộc là phải lấy thêm một cung đi. Làm quả content chất lượng Kai'Sa 3 sao 3 cuồng đao đi. Hammer này anh em mình đào tiền thì chắc là chơi nhiều trận lắm rồi, đúng không? Chơi nhiều trận mà đào vàng lắm rồi. Chơi cho nó đổi mới tí. Yasuo Ionia luôn hơn gì nữa. Những trang bị mà khả năng hồi phục mana này thì Kama'Sa thôi anh em ơi. Chỉ có thể là Kama'Sa cầm được thôi. Right. Đây. Thay dần dần hết vào thôi. Vẫn thiếu một thách đấu. Dư một hiệu triệu nhân à. Mà hiệu triệu nhân này thì có con Rai thì nó vùng đất này nó cũng quá ác anh em ạ. Đấy. Nó làm phép nhưng bị ra xua Hatsuki cút luôn rồi. À không ổn rồi anh em ơi, mình phải xài tiền đây. Mấy nhà này mạnh quá. Để còn nhanh tay lẹ mắt nữa cơ. Bực ở đấy. Còn lại 13 màu thôi, sắp cút rồi. Sắp cút rồi anh em ơi. Kai'Sa này, Kai'Sa 2D please. Kai'Sa 2, Kai'Sa 2, Yasuo 2 này. Tạm biệt gọi là hiệu triệu nhân thôi. Nasus. Hai Hammer ạ, trời ơi. Không được, không được. Kai'Sa 2 này, ừ ngon. Vẫn không thấy Kai'Sa 2 đâu cả. Ngụy Anh Lạc. Wow, Ngụy Anh Lạc không khéo được chơi Ionia mạ vàng nhỉ. Có cho mình được Irelia 3. Rihin cũng sắp lên 3 và Zed cũng đang cố có ý định là ôm lên 3 luôn. 2Z 2 sao. Khét thế nhờ. Wow, bây giờ là mình lại ăn được cái bạn Ngụy Anh Lạc này. Là mình khỏe hơn à? Ha. Mãi bắt nạt một ông ạ. À. Sen 2 này. 69 máu. Hư không à. Giờ là mình cần thêm một cái cung gỗ nữa. À, Kama'Sa này thì chút nữa anh em có thể thay cho Ahri cũng được ấy. Nhưng mà cứ đã Ahri thì không có hiệu triệu nhân. Cung. Cung. Ừ, may quá anh em ơi. Cuối cùng thì cũng xuất hiện cho mình một cái cung cuối. Harry này. Hay đây. Lắp đổ trước chứ không lại bị loạn mất. Đấy. À, bây giờ không thấy cái xà hai là cũng mệt mỏi luôn á. Dây chuyền đây. Thêm một cái gái bao tay đạo tặc này thì dành cho Yasuo có thể củng cố thêm lượng sát thương. Uầy, đen vậy. Chrome 1 tỷ tiền rồi các bạn ơi.
mà vẫn không ra được cái xa hai. Ma bị bợm thế. Thấy mình làm content về con Kai'Sa này phát là cửa hàng bị khóa lại à? Không mở bán cái mặt hàng Kai'Sa này nữa à? Bực mình thế nhỏ. 19 máu sắp niệm đến nơi rồi. Đây rồi, mãi mới ra một con. Phải tôi than để than trời than đất mới ra một con à. Nasus này. Có gì anh em mình kẹp thêm kiểu Nasus 3 nữa nhờ. À, một nhà có phong kiếm nha. Azir rồi, Ron không ra Kai'Sa giống tôi hả? Giữ lại Azir chứ. Không có mặt hàng Kai'Sa 2 để thay. Ảo ma thật. Đây chính xác là cái nhà này. Hay là mình với các ông này roll cùng lúc cho nên là không thấy hàng Kai'Sa ra. Mày bắt bắt ta làm gì đấy? Chơi tôi đúng không? Chơi tôi phải không? Ui. Tích số rất chi là nhanh. 37 stack rồi. Những trang bị nào có thể lắp cho cùng một vị tướng thì nó sẽ có được hiệu ứng cộng dồn. Và cái lượng tốc độ đánh tối đa nó sẽ là 5.0. Anh em mình mắc luôn rồi. Ui, AP kìa. Vãi nó một con AP. Nó di chuyển giống kiểu như người máy ấy các bạn. Di chuyển thoát đánh vắt. Hit and run ác. Hit and run hack. Nó sớt này, sen này, u sen cũng nhiều phết đấy. Kansante thì mình cũng không thể nào mà mơ luôn được 3 sao ở level 8 rồi. À, nhà kia không ra thì lại bắt luôn Nasus phiên bản là Surima chơi kìa. Tôi cũng chỉ có 4 con Kai'Sa thôi, có gì nhiều đâu. Ngụy Anh lạc. Ui chết rồi. Tự tay bóp mình luôn. Sẽ có vẻ trâu. Cái này lên phát cấp 8 luôn. Bất ngờ đấy. Ra xua ra đồ đẹp này anh em này. Bùa xanh với cả là quỷ thư ạ. Mắc tếu. Cái này thì sao? AP kìa. Nhanh tay cái lẹ mắt. Đỉnh đấy chứ. Con AP phiên bản là quần đảo bóng đêm mà nhiều giáp thì cũng chắc đấy. Thách đấu anh em ơi. Lấy không? Hay lấy ra xua? Mà Kai'Sa kìa. Làm tí Kai'Sa đi anh em ơi. Không là mình cũng kiểu bú thách đấu đấy. Tự dưng lại thấy con Kai'Sa. Trời vội. Nhà này được cũng ra xua rồi. G-Wagon. Bán ra xua đây anh em ơi, không có ước mơ, ước mộng gì nữa. Đấy, nhiều nhà chơi ra xua vãi. Giờ mà anh em mình cứ ôm mộng là ra xua 3 chứ cũng bảo vỡ rồi. Vỡ mộng rồi. Mình sẽ gặp các bạn à, em yêu ơi. Chuyển sang bên này cho nó an toàn nhá. Này thì Kassante nó lao vào nó đập cho mình được con ấy ông ra. Không được rồi. Nó luôn. Kassante cút luôn rồi. Ari. Một cú trưởng nhưng cũng không gây sát thương đến AFE quá nhiều. Nhưng chúng ta vẫn còn Kai'Sa. Chưa thể nào mà tiêu diệt được con AFE kìa. Một skill nữa. Chạy đi. Hay. 88 stack đến từ vị trí của Kai'Sa. Mãi nồi một máu ạ. Ở đâu ra cái phong bà là hư không Surima thế này. Bui đỉnh ác ấy chứ. Chấp một dao.
chấp một sao luôn. Hai vậy, cũng có chấp cái ông này chứ, ông này đối thủ tôi mà chấp à, hội đồng à, trời ơi. Đùa, đối thủ nắm giữ cái sao của mình là cứ cứ chấp thôi, bực cái mình thật. Ok, còn anh Phát Nguyễn 1985, chắc là chúng ta sẽ ăn được. Ê, bực cái nhở. Hai ông này kiểu hội đồng với nhau đấm mình sao rồi ta? Có ví dụ này không nhở? Cay thế. Azir Nasus. Thôi, mình đang nắm giữ tận 117 tiền cơ. Sau round này sẽ rơi vào tầm khoảng 130 mấy vàng. Thế thì anh em mình còn sợ cái gì? Cho tôi xin cái hẹn với cả Vin 998 luôn. Không là nhạc 126. Thông đạo đi anh em ơi, cho nó khiêu khích kìa. Bèo vét à? Kéo bé chắc là không chơi được rồi anh em ơi. Mà ai không gặp ông kia kìa. Mong là anh Phát Nguyễn sẽ cho người anh em kia bay màu. Ông mày chấp à? Mày cũng lên sen rồi. Vãi nồi chấp à? Tôi là máu được hồi liên tục cho nên là cũng không còn chấp nhiều. Ok. Coi thường anh em tôi à? Được. Chấp thì anh em mình cứ xin thôi. Chắc là em yêu ơi cũng đang muốn lên G-Wave 3 hoặc là con AP 3. Quyết định là bán luôn AP thì có thể all-in vào G-Wave. Em yêu hỡi sau khi xưa bỏ anh. Nice. Trong cái đấy thì chiến thắng là dành cho anh Phát Nguyễn. Và mặt hàng cái sao của chúng ta sẽ được hồi phục trong cửa hàng. Đến lúc rồi. Đến lúc là phải nhanh tay lẹ mắt rồi. Vãi nồi thế. Wow, hai cái sao luôn. Một phát hai cái sao mà không thấy con nào nữa à? Đâu rồi? Đừng có lừa em như thế mà. Ui giời ơi. Thế này thì vừa mới cho Gwen vào. Gwen 3 chưa? Chuẩn bị làm pha solo Gwen 3 với cả là Kai'Sa 3 đây. Chuẩn bị tinh thần như là vừa. Có vẻ như bạn này mạnh thật. Mạnh thật đấy. AP của AP này thì nó bắn liên tục, còn cái sao người ta cần quá trình xài kỹ năng nữa. Đây rồi. List. Lên rồi anh em ơi. Làm quả ra số 3 nữa cho thanh niên cái khóc luôn. Đái ra máu luôn. Lâu lắm rồi được mới được cái cảm giác là được chấp các bạn ạ. Nasus à. Nasus và Yasuo mình sẽ bán Kassante đi nhá. Thôi nhưng mà cứ trước tiên là phải cứ an toàn đã. An toàn là thắng chắc chắn đã. Phát Nguyễn. Dũng sĩ và nào sớt. Ui giời ơi, Kai'Sa 3 nó dồn tốc đánh thế này thì không thằng nào mà chịu được đâu các bạn ạ. À. Nhìn này, cứ 5.0 tốc đánh thôi. Cứ thế thôi. Nice. Bên này thì sao? Wow. Hai người quen nữa. Có quen trong này không? Chắc là mai có. Dũng sĩ sen sen này đi. Tôi sẽ cần những cái trang bị có khả năng phòng thủ. Trời ơi.
Xem tiếp rồi. Bán con này đi. Nice. Thần cẩu đang rớt 3 sao. Giờ thì có một con tanh rồi. Một con đam rồi. Đẹp rồi các bạn ơi. Ra số 3 đi. Gia su hàng hiếm à. Không thấy cái con gia su nào luôn. Rồi sao? Ui hôm nay nó vẫn chấp mình ạ. À đang ôm gia su à. Ôm đi. Rồi mai win nhá. Mai win. Chấp một một rau. Không có rau, rau muống rau gì đâu anh em ạ. Không có chấp chủng gì hết. Cái tội là chủ quan này. Không có rau, rau muống, rau mùng tơi gì đâu nha. Tôi là chơi chắc bắp cái. Ngồi rồi xong rồi. Hết rau rồi. Thì giờ rau má rồi. Ok. Thế này all in và go nhưng mà không ra rồi các bạn ạ. Và trận đấu của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Thế thì cháu cũng chịu. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.